ngoài biên, thần kinh ngoại biên, thì chúng ta có hai cái nhóm, một là của chi trên, hai là chi dưới. Thần kinh trung ương chúng ta mình có não bộ mà, dọc đây là chi sống, tới đây là cái ngoại hai, là chi sống nằm đây. Chúng ta học khá một cái ngoại biên là gì? Từ chi sống đây nè, nó đi dọc đây nè, nó sẽ chỉ làm một cái đám rối của chúng ta. Và cái nhóm chúng ta là chi ngoại biên. Đây chúng ta đây nó chưa là một đám rối cái mong như này. À và nhớ thứ hai là tôi hiểu nha, hiểu nghĩa nó dễ. Vậy thì thần kinh trung ương mà não bộ thì sao? Thần kinh ngoại biên mà là có đám rối cái tay là đám rối gì chỗ đây? Và chúng ta nhớ khám thần kinh ta khám thần kinh ngoại biên ta sẽ khám ba vấn đề. Một là vận động này, hai là cảm giác và ba là cơ bắp. Ta nhớ nha, vận động, cảm giác, cơ bắp. Vận động, vận động thì chúng ta làm sao chúng ta biết được bệnh nhân này yếu liệt ở mức độ nào, làm sao chúng ta biết được đó. Chúng ta vận động cũng là yếu liệt đó, vận động tức là cử động của cái khớp chứ là vận động. Thế thì thần kinh ngoại biên như nãy nói, nó đi xuống tay đi thì nó sẽ vận động cho cái cơ chúng ta, nó đi xuống chân vận động cho cái cơ chân, đó là vậy. Thì nó vận động chúng ta khá vận động với bệnh nhân vận động bình thường thì đâu có gì để nói. Bây giờ bệnh nhân có vấn đề vận động, tức là bệnh nhân thiếu tay hoặc chân, thì chúng ta phải biết được bệnh nhân này yếu mức độ nào. Thì chúng ta chia cái phân loại yếu liệt hay là phân loại suy cơ của bệnh nhân để làm các loại làm sao. Một, nếu bệnh nhân mà cái tay để sạc trên luôn này không biết gì hết, suy cơ không cho nằm, không suy cơ nè, không suy cơ nha. Nhưng mà nếu bệnh nhân mà sao, bệnh nhân giảo nổi, bệnh nhân quẹo quẹt được trên bàn thôi, quẹo quẹt được giảo lên nổi 1/5, tới bệnh nhân này không thể thắng được tận lực. Bệnh nhân này đi cử động lên mặt thẳng thôi, ha kêu là cử động lên mặt thẳng thôi, cử động lên mặt thẳng 1/5 nha. Bệnh nhân có thể dơ lên được mà rất quyền, dơ lên được rất quyền, rất tự do nha. 2/5, đây là sức cơn 2/5. Tức bệnh nhân không thể thắng được trọng lực, bệnh nhân dở lên đề nhưng mà cái trọng lực hút cái tay của mình chịu đựng được. Tiếp theo, bệnh nhân dở lên được nhưng mà sao chúng ta đụng mình rơi xuống. Tức là gì, bệnh nhân thắng được trọng lực, tức là dở lên có thể giữ được nhưng mà với tác động của bên ngoài nên mình rơi xuống. Bệnh nhân thắng được trọng lực nhưng mà không thể thắng được lực cản, cũng vậy thôi. Còn bệnh nhân thắng được lực cản là bình thường rồi, đúng không? Người ta cản mà nó giữ lại được cũng là bình thường. Vậy thì anh ngồi đây tập để cho hình dung được là chúng ta khám yếu cái tay là như thế nào. À, ông đậu chung với chúng ta, à cái này là yếu 2/5 à, thì rồi vào đâu? Nói lại nha, nằm yên một chỗ này là 0/5 à, bệnh nhân sẽ yếu động, muốn nhích, 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 nhích này. À, nhớ một cái rồi, nhớ một cái rồi. Nói lại nha, nằm yên là 0/5, bệnh nhân cử động co cơ tại chỗ là 1/5, bệnh nhân cử động mặt phẳng là 2/5, bệnh nhân nhấc tay được nhưng không thắng được trọng lực, rớt xuống là 3/5, bệnh nhân giơ lên được nhưng mà sao không thắng được lực cản 4/5, và bệnh nhân giơ lên được mà thắng được lực cản là 5/5, đó là sức cơ bình thường. Chân trẻ, chân trẻ đó, nhưng mà bệnh nhân mà để chân nó sạc bình thường vậy, à gì 0/5, bệnh nhân nhúc nhích được ngón chân thôi 1/5, bệnh nhân chỉ ngón quen cái bàn được thôi 2/5, giả lên nó xuống 3/5, giả lên giữ được mà cũng nó xuống 4/5, mà giả lên vậy chỉ là được luôn mà 5/5. Tiếp theo là đó là cảm giác. Chúng ta khám một cái ngoại biên thì chủ yếu là vấn đề về cảm giác. Nào, chúng ta cứ hình dung thì người thân chúng ta, ông bà cha mẹ, ăn tê cảm giác là tê đau, đúng không? Ăn tê đau mà có dùng nào đó cũng vậy. Thì khi chúng ta học cái phần này chúng ta sẽ biết được ông bà cha mẹ chúng ta tổn thương ở đâu,
đó là ứng dụng cuộc sống rất nhiều nha. Vậy chúng ta nên nhớ nè, cái mỗi một cái tỷ sóng cổ nó sẽ chia ra, có một cái rễ từ trên đi ra hai bên. Nghe kỹ nha, mỗi một cái đốt sóng nó sẽ có một cái rễ từ trên chia ra hai bên. Chúng ta có 7 đốt sóng cổ, 12 đốt sóng ngực và 5 đốt sóng lưng, và còn lại là đốt sóng cổ, thì nó sẽ tương ứng chia như vậy. Giờ cổ C1, C2, C3 là bệnh nhân gì? Được tay ra với vùng cổ và cái vùng chẳng ở đây. Cứ hệ bệnh nhân ăn đau tê vùng cổ và chẳng tay, coi chừng tổn thương cổ C1, C2, C3, cái đấy trên C4, C5 nó sẽ gì? Nó dùng vai hai bên đây nha, C4, C5 mình dùng vai hai bên nha, C4, C5 rồi quay lại rồi C6 rồi đây đây luôn. Đây, cái đây đúng không? C6 là sao? C6 là bệnh nhân hay đau tê từ vai xuống cánh tay, xuống cẳng tay tới móng cái là C6. C7 cũng vậy, từ vai cánh tay xuống móng mỏng móng hai là C7. Và đặc biệt nó có C8 nữa, 7 đốt sống có C8 là cũng vậy, đau từ cổ cánh tay tới móng 4, móng 5 là cũng được C8. Anh nhắc lại cổ nha. Bệnh nhân nếu mà đau chậm vùng cổ và tổn thương thể C1, C2, C3 đau tê nha. Bệnh nhân mà đau với vùng vai hai bên có từng tổn thương thể C4, C5 C5 nó có biết trước vùng đầu nó nha, C4, C5. Bệnh nhân mà đau tê cổ lan xuống cánh tay tới ngón cái là C6, tới ngón 2, ngón 3 là C7, mà tới ngón 4, ngón 5 là C8. Vậy thì sao? Vậy thì khi mà cái nhà mình sau tôi lao tê ngang cái này đó vậy rồi gà lại đi tổn thương vậy sẽ đánh như này nè, tổn thương như vậy. Tiếp tục ngực 1, ngực 2, ngực 3 là đau trước sự ngực ở đây, nhưng mà trên cái bú của mình. Ngực 4 là ngay bú luôn, ngực 5, ngực 6 là dưới bú mà trên họ. Ngực 7 là ngay mà ướt, ngực 8, ngực 9 là dưới mong ước mà trên rốn, ngực 10 là ngay rốn, ngực 11, 12 là dưới rốn mà trên tiếp mạng mẹ. Anh nhắc lại nha, ngực 1, ngực 2, ngực 3 là cái dùng ngực trên này, mà trên rốn, ngực 4 là ngay rốn, ngực 5, ngực 6 là dưới rốn mà trên mong ước trước, ngực 7 là ngay mong ước trước, ngực 8, ngực 9 là dưới một cái nhất mà tới rốn, ngực 10 là ngay rốn, ngực 11, 12 là dưới rốn mà tên tiếp mạng mẹ. Nó có là hai nữa. Tiếp tục là ta làm lại nè. Nếu bệnh nhân là gì? Tay ra ngực 1, ngực 2, ngực 3 là cái dụng ngực trên trên bú, ngực 4 là ngay bú, ngực 5, ngực 6 là dưới bú mà tên bằng cái nhất, ngực 7 là ngay mà kiếm xương ức, ngực 8, ngực 9 là dưới mà kiếm xương ức trên rốn, ngực 10 là ngay rốn, 11, 12 là dưới rốn mà trên kiếm thằng bạn. Vậy thì từ đây mình suy ra thôi, không bằng cái gì đau lưng mà thấy tê cái trên rốn thì quá cho chân tổn thương cái rễ 18, 19 chúng ta biết được tổn thương như này. Cái này em làm một cái gì? L1, L2, L3. Ba cái này thì nó dưới rất là bẹn và đi chung mà trong rồi. Này nó đi chung với nhau mà nó sắp được nha, sắp được. Nhớ lại, L1, L2, L3 là dưới rất là bẹn mà đi mặt trong rồi. L4 là gì? Dùng thắt lưng lan ra mặt trước rồi tới gối. L4 nha, thắt lưng lan ra mặt trước rồi L4, tới đây được nha, L4. L5 là thắt lưng xuống mặt ngoài đùi, mặt trước cẳng chân xuống khu vực chân lớn cái là L5. Rồi nó lại làm nè, L1, L2, L3 là dưới dưới lần bạn và đi trên mặt trong đùi. L4 là từ thắt lưng đau xuống mông ra mặt trước đùi tới gối.
nhưng chúng ta không đồng ý, chúng ta hiểu vậy là xong rồi đó. Nó đâu có ghi như sao, ghi như đọc rồi đâu nhớ, nhưng mà em nhìn bạn thì nhớ gì không nhớ, một hai ba ngay cái này nhìn bạn cái này nhớ rồi, nhìn bạn cái này nhớ rồi, là bố mà vậy thắt lưng là xuống mặt dưới của đi đó, nhưng là năm là gì, mặt ngoài thắt lưng nè, mặt ngoài đùi, mặt trước cẳng chân đấy, mua bàn chân tới con cá nhìn bạn là cái ớt ớt một thắt lưng xuống mặt sau bồi, mặt sau cẳng chân cái gốc chân cái lòng bằng chân tới con út là ớt một nha sẽ đợi cái này là mình mẫu luôn bây giờ mình mẫu ớt hai ớt ba chúng ta sẽ hết rồi nha, ớt hai ba là dùng hội âm, dùng chúng ta dùng hội âm hay gọi là dùng chi nữa nữ dùng hội âm, nam dùng chi nữa chứ sao gọi dùng chi nữa không hả dùng chi nữa đó thì không tin cho bạn nào mà sao bạn nào mà cứ lấy mực á để lên đi xe sau đó đồ ngồi để nó giảm lên hết thì đứng chạy lấy chỗ nào nó đen rồi sau đó được đi ngồi là phải dùng ngoài đó chúng ta ngồi lên đó. Vậy nhắc bài em hết có ba hết rồi hết một là gì thắt lưng nè lông mặt sau nè mặt sau rồi sau đó chân cái gót chân cũng làm bằng chân tới con hút còn bác hai ba là dùng ngoài ăn hay dùng chuyên nữa rồi cảm ơn em rất nhiều nhớ một cái rối loạn cơ bằng chỉ có ba vấn đề thôi một đi tiểu cái gì tiểu không bình chủ hoặc là bệnh nhân bí tiểu tiểu không bình chủ tức là gì tức là nó giãn cơ bằng ra suốt luôn nó tiểu nó ra hoài không tính lại được còn không sao nó xiết cái dòng suốt luôn không tiểu được nó như là rối loạn cơ bằng đi cầu cũng vậy màu là gì à nó giãn suốt luôn nó ra liên tục bệnh nhân mặt phải suốt còn không sao nó xiết chặt lại không thể đi cầu được. Đó là rối loạn cơ bắp. Thứ ba là gì? À, thứ ba là rối loạn về cương dương. À, mình biết như vậy là được rồi. Vậy thì anh nhắc lại cái vấn đề cá thể người viên chúng ta chỉ nhớ cái mấu chốt là ba vấn đề thôi. Vận động, cảm giác và cơ bắp. Vận động chúng ta phải nhớ phân loại cái cơ. À, làm im là 0.5 cử động không lên tại chỗ thôi 1.5 cử động mặt thẳng 2.5 không thắt được trọng lực nhưng mà rơi nó xuống 3.5 thắt được trọng lực mà không thắt được kẹt 4.5 hoặc là nhân tiết cơ bình thường là 5.5 về cảm giác thì bệnh nhân đau tê dùng bổ cảm giác C1, C2, C3 C4 là dùng vai 4.5 dùng vai lên C6 là đau cổ cẳng tay ngón một C7 là 4-2-3 C8 là 4-5 ngực 1-2-3 là dùng ngực trên trên xuống ngực 4 là nghiêng xuống ngực 5 ngực 6 là dưới xuống và trên cái chân ức ngực 7 là ngang ngang cái chân ức ngực 8 là chính là dưới cái chân ức tới rốn ngay rốn là ngực người dưới rốn trên nhất là mẹ là ngực 1-2 đây là 1-2-3 là dưới nhất là mẹ mặt trong đường là 4 là đau lưng tay với mặt trước cùng tới gối là 5 là đau lưng mặt ngoài đùi mặt trước cẳng chân cái mu bàn chân cái mu trái ít 1 là đau lưng đang cái mặt sau mặt đùi sau cẳng chân xuống gót chân cái lòng bàn chân tới hút ít 2-3 là được mọi năm hay được như vậy đó là cơ bản là vấn đề về gì tiêu biểu không tự chủ và đó là nguyên nhân và hết rồi.